Chào tất cả các bạn, chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách tăng view ở trên YouTube các bạn nhé. Và ở trên YouTube thì bây giờ rất nhiều chính sách nên là việc tăng view rất khó khăn các bạn nhé. Phải sử dụng nhiều app để tăng view. Và hôm nay mình đã thấy có hai app có thể tăng view rất hiệu quả và mình đã áp dụng vào. Khi mới bắt đầu làm YouTube thì chắc chắn là kênh của các bạn sẽ không có người đăng ký và lượt xem các bạn nhé. Và để phát triển kênh thì các bạn bắt buộc phải sử dụng nhiều, như là chéo qua lại và sử dụng quảng cáo ads hoặc là các ứng dụng tăng view, tăng follow. Và rất nhiều ứng dụng để làm tăng view cho lượt xem của các bạn tăng lên để phát triển kênh. Nhưng mà mình thấy trên này có hai app rất hiệu quả và cũng không tốn thời gian. Trước hết thì các bạn hãy vào ứng dụng CH Play để các bạn tải về. Lúc các bạn cài đặt xong rồi thì các bạn hãy đăng nhập vào tài khoản Gmail của mình. Một điện thoại thì các bạn chỉ sử dụng được một Gmail của bạn nhé. Và đây, đây là tài khoản của mình các bạn nhé. Và ở trên này thì nó sẽ có rất nhiều tiện ích. Nếu như các bạn không muốn trao đổi để kiểm số, để tăng lượt view, lượt xem của mình, thì các bạn có thể nộp tiền vào bằng thẻ cao hoặc là qua thẻ ngân hàng. Còn nếu các bạn không muốn mất tiền free thì các bạn hãy xem video của người khác và các bạn hãy xem video để nhận thưởng. Đây, các bạn hãy vào xem video nhận thưởng này. Lúc mà các bạn đạt số tiền để chạy gọi là chạy chiến dịch ấy, để chạy view hoặc là lượng theo dõi cho kênh của mình, thì các bạn hãy vào ô dấu cộng đấy và tạo chiến dịch. Các bạn copy link video của các bạn và dán vào. Sau đó các bạn xem số tiền của mình ở trên tài khoản đấy. Thường thì trên tài khoản là 100 trên 1 lượt xem các bạn nhé. Các bạn xem cho người khác là 70 trên 1 lượt xem, 70 đồng. Còn lúc các bạn chạy chiến dịch thì các bạn sẽ mất 100 đồng trên 1 lượt xem. Thì các bạn hãy nhập tương ứng. Ví dụ như 1.000 lượt xem là 1.000 đồng đấy. Đấy, các bạn nhập vào. Và ở đây thì có nhiều lựa chọn. Các bạn lựa chọn thứ nhất là lượng theo dõi và lại xem 3 phút, xem 6 phút và xem 12 phút. Đấy, tùy theo số tiền của các bạn. Càng xem nhiều phút thì các bạn sẽ phải bỏ lượng tiền ra càng nhiều. Nhưng mà mình thấy hai cái ứng dụng này nó rất tiền, là các bạn cứ xem đến 100 đồng là các bạn có thể đổi được một lượt xem rồi. Đấy. Và lúc các bạn tương tác trên này thì cái lượng đề xuất video cũng rất cao. Mình đã thử nghiệm ở trên kênh của mình và thấy không bị tụt view các bạn nhé. Còn shop thì vẫn có khả năng sẽ tụt vì là chỉ xem trên 1 phút người đăng ký thì shop sẽ bị tụt bình thường các bạn nhé. Còn nếu mà lượt xem trên 3 phút thì hầu như là không bị tụt đâu. Bây giờ các bạn hãy vào tải và làm theo hướng dẫn của mình các bạn nhé. Và nếu như các bạn thấy video của mình hay thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Bây giờ chúc các bạn phát triển và thành công.